chung. Cậu ấy mà về đây ở sẽ bất tiện lắm. Con sẽ làm như điều Sucho nó muốn. Thằng bé mà không xa ba nuôi nó thì nó khó mà làm thân với con. Chúng tôi xin chào cả nhà. Mau vô nhà đi. Sucho à, con vô đi. Sao lại đem mấy thứ không cần thiết về làm gì? Chúng cần thiết đối với con thưa ông. Gông Chu à, con chào hỏi đi anh con đó. Em đã nói anh đừng liên lạc gì mà. Vì anh nhớ em quá. Anh cũng muốn biết em ra sao nên không chịu được. Còn đây là do Chô Rông và Đa Rông làm. Kêu Tori mau tỉnh dậy. Anh đừng tới đây thêm lần nào nữa. Anh nghe chưa? Sau này anh đừng có tới nữa. Anh đã nhớ chưa?